5 giờ mà còn nắng quá các bác. Xin chào các bác nha. Hello. Hôm nay tiếp tục làm cây nha các bác nhé. Chiều nay nhiệm vụ phải làm 2 cây, cây này và một cây điền. Đấy, thì làm cây này trước. Cây kia nó nhỏ hơn chút thì làm sau. Một cây xanh quê, dáng đổ, thác đổ, đổ gập luôn đấy. Đổ hết cỡ luôn rồi đấy. Đấy, thì sửa sang lại và làm lại cho ông anh cây này. Đấy. Các bác xem. Hiện tại đang lồm nhồm này các bác nhá. Tí nó cắt ra các bác nhìn thì nó sẽ dễ hình dung hơn. Này. Trồng trên một cái thống tròn này. Chắc là giá này, 450.000 chắc. Cũng tàu đấy chứ, tàu mới. Tàu đời mới các bác, đây. Ô, quả con ếch này. Ếch vàng không biết có độc không. Vàng ươm bị mắc trong này rồi. Ếch gốm bị mắc trong này rồi. Ăn vào cây rồi các bác nhìn này. Đây các bác nhìn. Nó bè vào cây rồi, nó như là kỳ đá rồi. Bệ rễ khá là ổn. Bệ rễ khá ổn, thân cốt cũng được. Nói chung cây là một cây hay. Đánh sang này một chút để cho nó hơi ôm vào cái quấn, hơi quấn thủy một chút thì đẹp. Rồi, ok, hình hình là như vậy. Chiền thôi. Thank you.
Đấy, bác nhìn, nhìn rõ các bác, thấy bóng nhỉ. Em ở đây các bác ơi. Đầu tiên là bác nhìn này. Em có ý tưởng là làm cái này nó chạy ra ôm vào cái thân chậu ấy, thì nó vừa gọn mà lại vừa là nghệ thuật hơn. Cây rất già, rất là sần sùi rồi. Kinh đấy, nhìn cũng khiếp đấy. Nhìn bác nhìn già đanh này. Ếch này, ếch bị mắc trong này. Đấy, các bác nhìn này, giống cây tàu không? Cái thống này thì không đẹp, nhưng mà thôi, trồng thời gian sau mình có cái đẹp hơn mình lại thay. Đấy. Đấy, các bác nhìn thấy không? Chuyển chiếc này, rất quần quại, cục kịch, rất quần quại. Ok, cảm ơn các bác nhé.